Từ ngày 1 tháng 4, Nghị quyết số 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Nghị quyết cho phép các doanh nghiệp được nâng thời gian tổ chức cho người lao động làm thêm từ 40 giờ lên 60 giờ một tháng, nhưng không quá 300 giờ một năm. Đây là giải pháp mở ra cơ hội cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong tổ chức sản xuất, ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực để phục hồi, phát triển sản xuất thời kỳ thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Ngoài 8 giờ làm việc bình thường, khi công ty có nhu cầu đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác, chị Nhớ đồng ý làm thêm 1,5 giờ mỗi ngày, thu nhập từ làm thêm giờ mỗi tháng của chị sẽ tăng trên 10%. Một ngày em làm thêm giờ là 1 tiếng rưỡi. Đấy, cái thu nhập của bọn em là tăng lên được 150%. Có nghĩa là bọn em ăn theo sản phẩm trong cái khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi đấy, là bao nhiêu sản phẩm thì được nhân thêm 150% nữa. Thời gian qua, do có nhiều công nhân trong số gần 4.000 công nhân phải tạm nghỉ việc vì mắc COVID-19, nên đơn vị này có một số đơn hàng phải xin gia hạn thời gian giao hàng. Vì vậy, việc được tăng thời gian làm thêm lên 60 giờ một tháng sau khi trở lại trạng thái bình thường mới sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho đối tác. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp là cái bố trí, cái sắp xếp lao động nó thuận lợi hơn. Còn đối với doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang này, tuy không sử dụng nhiều lao động vì quy trình chủ yếu là tự động hóa, nhưng việc được nới trần làm thêm giờ cũng sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất. Ngành đặc thù bên chỗ chúng tôi là sản xuất, cho nên cũng sẽ có những phát sinh đơn hàng gấp, phải chạy theo tiến độ rất là gấp gáp. Khi mà nghị quyết của Quốc hội đưa ra về việc tăng thêm cái số thời gian lao động, thời gian làm việc thêm của người lao động từ 40 đến tối đa 60 giờ trên một tháng, thì cũng đã rất là tháo gỡ được những cái khó khăn trong việc tổ chức sản xuất của doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho người lao động, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng không tuyển thêm lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn khống chế trần làm thêm giờ trong một năm là không quá 300 giờ. Đây được coi là giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh phục hồi phát triển sản xuất thích ứng với dịch COVID-19.